chim cun cút. Phóng tác theo Khuddaka Nikaya 3, chuyện tiền thân số 33. Tại một khu rừng rộng lớn ở Ba La Nại, có hàng nghìn con chim cun cút sống vây quanh con chim đầu đàn. Một ngày nọ, người thợ săn vào rừng gặp bầy chim cun cút hàng nghìn con. Ông thích quá, liền tìm cách để bắt chúng. Ông để ý xem nó gọi nhau như thế nào và về nhà cố gắng bắt chước giọng để kêu chúng lại rồi quăng lưới bắt. Khi luyện tập thật giống tiếng chim cun cút rồi, ông liền vào rừng. Ông chuẩn bị tấm lưới lớn, nứt qua một chỗ, giả tiếng chim cun cút. Bầy chim cun cút nghe tiếng bạn gọi, liền tập trung đáp xuống chỗ gần đó. Ông thợ săn thấy chim đã kéo đến khá đông, liền tung lưới tóm gọn cả trăm con. Ông đến bắt từng con, bỏ vào trong giỏ, rồi đem về nhà. Sau đó, ông đem chim ra chợ bán lấy tiền nuôi sống vợ con. Một hôm, con chim đầu đàn để ý thấy số cun cút hao hụt rất nhiều. Nó tìm hiểu và biết được người thợ săn là nguyên nhân dẫn đến tổn thất đàn chim. Chim đầu đàn cho tập hợp tất cả cun cút lại và nói: người thợ săn giết hại rất nhiều bà con chúng ta. Nay ta sẽ chỉ cho các ngươi phương pháp để bảo vệ mạng sống. Hãy để ý lắng nghe. Các con chim cun cút hô to: xin vâng. Khi bị thợ săn quăng lưới, các ngươi hãy bình tĩnh. Sau đó, mỗi bạn hãy chui đầu vào một cái lỗ của lưới, rồi đồng loạt bay lên, nhấc bổng lưới đưa đến chỗ lùm cây và hạ xuống. Xong, các ngươi sẽ thoát thân ở phía dưới. Nhớ không? Dạ, nhớ ạ. Hòa hợp là sức mạnh. Một bạn không thể nhấc được cái lưới, nhưng cả đàn có thể làm được. Và như thế, chúng ta sẽ không bị gã thợ săn tiêu diệt. Nên nhớ, hòa hợp là sống, bất hòa là chết. Hôm sau, người thợ săn vào rừng và lại bắt chước tiếng kêu để gọi bầy chim cun cút. Người thợ săn quăng lưới, hàng trăm con cun cút nằm trong lưới. Chúng liền thực hiện theo lời chỉ dẫn của chim đầu đàn. Chúng bay lên cùng một lúc, nhấc tấm lưới đưa lên lùm cây, sau đó thoát thân xuống phía dưới, bay đi. Ông thợ săn phải vất vả lên cây gỡ lưới xuống, mãi gần tối mới xong. Trở về nhà vừa mệt lại vừa không có được một con mồi nào. Nhiều ngày diễn ra như thế, một hôm vừa về tới nhà thì bà vợ cằn nhằn: ngày nào ông cũng về tay không? Hay là ông đem tiền cho con nhỏ nào rồi? Bà đừng nói bậy. Vậy chứ cả tuần nay tiền ông đem đi đâu? Ông chồng kể hết đầu đuôi về đàn chim cun cút khôn ranh cho vợ nghe. Khi hiểu ra, bà vợ thông cảm và thương chồng nhiều hơn. Bà nói: chim có khôn mấy cũng không bằng chồng tôi, đúng không người chồng thân yêu? Thôi thì thua keo này, mình bày keo khác vậy. Lúc này chúng sống hòa thuận khó mà bắt được. Đợi đến khi chúng bất hòa tranh cãi nhau, ta sẽ ra tay và chắc chắn sẽ bắt hết bọn chúng. Lúc đó nụ cười sẽ nở trên môi bà. Người vợ nghe chồng nói cảm thấy mát lòng hả dạ. Một hôm, có con chim cun cút trong lúc tìm thức ăn vô ý đáp lên đầu con chim khác. Con chim này giận quá nói: tại sao bạn đạp trên đầu ta vậy? Hai con lời qua tiếng lại với nhau: tôi chỉ vô ý, bạn làm gì dữ vậy?
Bộ bạn tưởng là mình giỏi lắm sao? Một mình có thể nhấc nổi chiếc lưới à? Chỗ này chỗ kia, những con chim cun cút cũng bất hòa, hơn thua tranh cãi với nhau, thậm chí còn đá mổ nhau chí chóe vì những chuyện vặt vãnh. Chim đầu đàn thấy vậy, hết mực khuyên bảo, can ngăn, nhưng chúng không chịu nghe. Nó buồn bã nghĩ. Khi bọn chúng tranh cãi, mổ đá nhau, không còn thương yêu và đoàn kết như trước nữa, thì khi bị cái lưới chụp trên đầu, chúng làm sao nhấc lên nổi? Cả đàn sẽ bị bắt thôi. Ta đành phải dẫn những con chim hòa hợp đi nơi khác để an toàn. Người thợ săn theo dõi, biết đàn chim cun cút đang bất hòa. Hôm sau, ông tung lưới bắt cả 100 con chim. Trong lúc tính mạng nguy hiểm như thế mà những con chim cun cút không nhớ lời dặn của chim đầu đàn. Chúng vẫn cãi nhau. Ngươi có giỏi thì cứ nhấc lên đi. Sao mi nói không cần ta? Do chúng mãi cãi nhau nên bầy chim không đồng tâm hiệp lực để nhấc chiếc lưới lên. Cuối cùng, người thợ săn đến thâu lưới lại và bắt tất cả chim cun cút bỏ vào giỏ đem về. Các bạn hãy suy nghĩ xem. 1. Có bao giờ em cùng bạn bè đi bẫy thú, bắt cá chim hay phá tổ kiến không? Em nghĩ việc làm này là đúng hay sai? 2. Qua câu chuyện này, em hiểu thế nào về câu nói đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết? 3. Em có thường tranh cãi với bạn bè hay anh chị trong gia đình không? Sau những cuộc tranh cãi đó, em đã rút ra bài học gì? 4. Lắng nghe lời chỉ dạy của người lớn và tôn trọng ý kiến của người khác đem lại lợi ích gì cho chúng ta trong cuộc sống?